kiếm chỗ để thôi. Hello mọi người ơi, bây giờ này ai còn thức không ta? Còn thức nào và chơi với Yui. Có vẻ vẫn còn đông người còn thức ha. Chào mọi người, mới đi làm về không có gì làm, livestream chơi. Vote V Live và mọi người vẫn còn vote V Live á, vô cảm ơn nhá. Hét tên em đi Gil ơi. Sơn. Giờ nay mà có livestream hả Sơn? Lương Kim Vi phải đi ngủ rồi. Ừ, ngủ sớm nha. Ngủ đi, mai đi học. Ở nhà có gì vui không? Mọi người kể cho nghe với. Sao người ta livestream người ta nói quá chị nói, mình livestream mình không biết nói gì hết vậy ta. Mọi người thông cảm nha, cho chị biết đọc comment thôi mọi người thôi. Ok Sơn nha, để đợi khi nào kêu đi làm, khi nào kêu về đi, về lại rồi thì đi thôi. Hôm nay không biết là Shadow nhà mình có ai chơi confetti không nhỉ? Và có thắng không nhờ? Nghe nói là ở Việt Nam mưa lắm đúng không mọi người? Mưa từ Sài Gòn Gòn ra tới Hà Nội, ra tới Đà Nẵng đồ, bão các thứ nữa. Cà Mau đang mưa bão, có ai mượn team trú ngụ vài bữa không? Cà Mau cũng mưa luôn hả? Qua khắp nơi luôn. Kim Ngân, con vừa chuẩn bị đi ngủ. Thì mình đi ngủ luôn đi ha, đừng thức khuya quá nè. Mưa bão mọi người đi đường cẩn thận nha. Tây cũng mưa luôn. Thôi bây giờ mình chơi một trò chơi. Mọi người có thấy cái áo ghi cho em mang mặt có rất là nhiều nhân vật phim hoạt hình từ Mỹ tới Nhật không? Bây giờ bạn nào mà kể được đúng hết. Ây da, chết là lô quân đuôi. Thôi khỏe đi. Bạn nào mà thấy hết được, kể tên được hết nhân vật này có thưởng luôn. Ghiêu còn chưa, Ghiêu còn không thấy hết mà. Có Stitch nè, Stitch okay. Có Pikachu nè, Salamun nè. Có vô diện nè, Mario, Angry Bird, Cartoon Network, Spider-Man, Ninja Rùa, Totoro. You are
Hết rồi. I love you 3000. Đây là thẹo. Bé thẹo chào mọi người đi con. Hello mọi người. Chết rồi, rảnh quá rồi. Tối tối giờ này mọi người thường làm gì ta? Mở TV coi đi. Ồ, nghe nói 1 tháng 9 là sẽ lên sóng chương trình Ân Rời Cậu Đây Rồi phải không mọi người ơi? Có phải bớt đây là cách nhanh nhất để có gương mặt V-Live. Đây là U-Live. Mommy! Má ơi, con nè. Sao má chưa ngủ nữa? Hey Vũ, vào đây làm gì giờ này hả Vũ? Thực sự là khi một người ta livestream người ta nói gì vậy ha? Chào Vũ, hello người Việt Nam. Gil thì đang xa nhà một chút xíu tại phải đi làm cũng mấy hôm rồi, nhưng mà kiểu hôm nay về thấy khá khỏe và khá rảnh cho nên livestream với mọi người. Má ơi, sao má chưa ngủ? Má ngủ trễ vậy. Ngày mai lại có confetti vào lúc 9 giờ tối, cho nên mọi người lên chơi với Gil nha. Vũ muốn chú làm tiết mục gì thì Vũ comment kêu gọi đi, để chú coi chú hài lòng thì chú sẽ mua vui cho Vũ. Nguyễn Trà Quỳnh Giang, live nào em cũng comment quá trời mà Gil không thấy, buồn ghê. Tiếc quá em ha. Live này Gil cũng không thấy comment của em nữa. Tiếc quá. Thôi chúng ta sẽ ráng comment thật là nhiều vào, sẽ chắc có một ngày nào đó Gil sẽ thấy được comment của em đó. Quỳnh Giang ạ. À. Cố lên. I love you too. Không hiểu. Kênh âm nhạc đâu nhờ? Bố ơi, con vừa thi tốt nghiệp xong rất tốt luôn, giờ đang đợi kết quả. Good job, my shadow. My Phạm Nguyễn, không biết là con trai hay con gái, nhưng mà good job.
sắp trung thu rồi. À đúng rồi, sắp trung thu rồi. Và Guild và FC Shadow vẫn sẽ như năm ngoái là vẫn sẽ dùng quỹ của FC để làm từ thiện nhân dịp mùa trung thu này dành cho các bé hoặc là những nơi xa cần sự giúp đỡ. Nếu mà mọi người có thể vào fanpage tên là FC Guild Lê để có thể xem, mà nếu mà bạn nào có bạn nào muốn làm nói sao vậy ý là bạn nào cũng muốn làm từ thiện nhưng mà không có thời gian và điều kiện thì có thể hỗ trợ cùng đóng góp vào quỹ của Shadow và Guild, và các bạn sẽ giúp mọi người mang quà và mang những phần quà đó đến các bé. Vũ sao vậy Vũ? Cái từ thiện của mấy bé mà Vũ cũng dành hả Vũ? Ghiêu ăn tối chưa Ghiêu ơi? Ủa? Vẫn là Nguyễn Trào Quỳnh Trang hả? Ghiêu không, vẫn không thấy được comment của em. Tiếc quá đi. Ghiêu ăn tối chưa hả? Ghiêu ăn rồi. Chúng ta ăn một chút khô gà đi mọi người ơi. Mấy nơi hẻo lánh xa xôi như thế này thì có khô gà ăn là quý quá lắm rồi. À, không phải là trang từ thiện nha mọi người. Tại vì đó là bên trang như là FC Gule. Hiện tại hình như các bạn trong ban điều hành FC cũng đã post lên một cái thông tin là bạn nào có thể đóng góp được điều gì đó cho quỹ chẳng hạn thì có thể liên hệ được, có những thông tin liên hệ và đóng góp á. Chứ Gule không làm một trang từ thiện á. Huỳnh Tuyết Anh, phải em không? Phải em không Tuyết Anh? Bữa đi xem phim Anh Thầy Ngôi Sao thấy Ghiêu mọi người hú quá trời luôn á. Really? Ghiêu vẫn chưa có dịp về xem phim nữa. Từ lúc phim ra mắt tới giờ thì ở bên này suốt. Về chắc chắn sẽ đi xem phim. Phim nghe nói rất là dễ thương. Có cô cháu tên là Miu Lê của chú Kiêu Lê đóng, trong phim cũng có chú Kiêu Lê đóng một chút sương sương nhẹ nhẹ. Vũ vẫn tiếp tục, bây giờ Vũ muốn đóng góp hay là Vũ muốn là người nhận đóng góp đây Vũ? Bởi vì sắp bí chủ đề không biết nói gì thêm nữa cho nên chúng ta tiếp tục đếm và tìm nhân vật quen thuộc đi mọi người ơi. Spider-Man nè, Pikachu. Có cái phim hoạt hình trên Cartoon Network mà có cái chú chó màu vàng biến hình được các loại với vậy. Bạn này nè, Ghiêu quên tên rồi nhưng mà Ghiêu cũng hay coi. Con đen đen này chắc là cái con bồ hóng bồ gì trong cái phim Totoro nha. Phoenix and Ferb, à no, cái này là Simon mà. Còn gì nữa không ta? Có cả Pokemon nữa hả? Gia đình Simpson. Bên trong không in nha mọi người ơi. À, thôi cũng tối rồi.
Bạn nào phải ngủ thì đi ngủ đi ngang, mai lại đi học đi làm. Đang xem comment. Bình thường livestream mà người ta sẽ nói cái gì ta? À có chiến tranh với các vì sao nữa hả? Ừ đúng rồi. Sao nhìn hay quá vậy? This is the boy. Các bạn có theo dõi chương trình The Voice Kids không? Gil gọi tên mình chắc ngủ ngon lắm. Như vậy Gil phải để dành một chút xíu nữa Gil mới gọi. Chứ bây giờ Gil gọi xong bạn đi ngủ luôn thì buồn lắm. Thì em với Gil có nốt ruồi ở miệng giống nhau. Có cùng bên luôn không em? Đố chú làm được hai cái trứng trên mặt giống con hôm bữa. Vậy á hả? Ê à. Mochi. Ở đây thì không có thịt để làm. Ở trên này thì có nè. Bình thường livestream người ta gọi Shadow á bố. Con comment nhiều lắm mà bố vẫn không nhìn thấy này. Bạn Phương Hạnh Shadow. Có một điều rất buồn là hôm qua Gil đã mua vài lon bia để trong tủ lạnh để uống, để đỡ lại chỗ, để dễ ngủ buổi tối á. Mà không biết lý do gì và cái suy nghĩ lúc đó như thế nào mà Gil đã lấy bỏ lên ngăn đá và đi ngủ mà không cần uống bia. Sáng ra đi làm về mới chợt nhận ra là tất cả các lon bia đang đều nằm trong thùng đá. Bây giờ muốn uống một lon mà cũng không được thế này. Tan chưa ta? Good morning from California. Hẹn nhau. Good morning. Mê Gil từ khi chưa có con, giờ hai đứa rồi vẫn mê dễ thương. Đáng yêu. Yo! Câu comment nè, con hành nghề y được vài năm rồi mà chưa tìm được loại thuốc trị bệnh nhạt của con bố ơi. À của con hả, con tưởng là không tìm được thuốc trị bệnh nhạt cho bố chứ. Thôi bố con mình nhạt như nhau là được rồi con ạ. À. Coi bao nhiêu cái live của bố nhưng chưa bao giờ được gọi tên Zato. À không Zato. Zato. Em cho phép kêu gọi tên em đó. Tức ghê comment quá trời mà không thấy. Oh. Ok nha Quỳnh Như. Được cho phép không lẽ mình không làm đúng không? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. À, basta.
tan rồi. Má ơi, má còn đang xem livestream của con không? Rồi bây giờ là tới lượt quá trời comment ghi là comment quá trời mà kêu cũng không thấy rồi không gọi tên lần nào. Mà thật sự mình livestream mình gọi tên để làm gì vậy mọi người? Không, cũng không có thiếu tự trọng lắm đâu nha. Phương Trinh. Thấy mà, comment nào cũng thấy hết, tên nào cũng thấy hết, nhưng mà cứ ngồi gọi tên nhau thôi à. Hết ngày, hết giờ vậy thôi á. Ây da, đừng có cách áo. Chơi ngu rồi, chơi ngu rồi, chơi ngu rồi. Ghiêu chào bây giờ thấy Shadow Ball lão cả. Dạ có, thấy mà. Thấy hết mà. Thôi thì ngày hôm nay tranh thủ sẵn có lon bia ở đây thì tất cả bạn nào comment và bắt mình gọi tên cứ coi như mình gọi một lần đi. Mọi người hãy nâng ly. Xung quanh mọi người có ly gì? Ly sữa, ly nước, ly bia, ly rượu, ly trà đá, cùng cụng ly một cái được không nào? 1, 2, 3 vô. Cách có một cái phòng mà cũng ngồi coi livestream nữa hả mọi? Khổ lắm. Sao nhiều người gõ nhanh mà nhiều vậy nhỉ? Đúng rồi đó, ghi cũng thắc mắc, có nhiều bạn cho mình nhanh ghê luôn ấy. Mà ghi quá trời luôn. Tập trung coi livestream đi mọi. Không gì hết. Ơi nhậu gì đâu mọi người ơi. Uống bia một ngày một lon rất tốt cho sức khỏe. Theo như Ghiêu nghĩ là vậy. Ghiêu có biết là mọi người comment nhanh quá. Đây là mỏi mỏi. Vì được lên sóng truyền hình quốc gia luôn. Giỡn thôi, đây là mỏi. Người luôn đồng hành đi làm cùng với Ghiêu ở mọi nơi. Thì chúng ta bắt đầu tiết mục hướng dẫn mọi người bắn tim kiểu Ghiêu Lê. Thực ra cái mấu chốt của cái vấn đề ở đây là mọi người sẽ không được để các ngón tay của mình hở ra, không? Đó, sau đó sẽ thành một trái tim, rồi mình tạc tim. Nếu có một điều ước, con sẽ ước được bố gọi tên và chúc ngủ ngon. Điều ước thành hiện thực. Huyền Trân ơi, ngủ ngoan nhá.
này kêu buông bơ. Tại sao lại buông bơ? Là mình bơ mọi người á hả? Con bé muốn lòi tay mà không làm được như bố. Từ từ tập mọi người ơi, từ từ tập. Gil tập gym một ngày mấy tiếng, em cũng là gymmer nè. Yeah, Gil tập gym mỗi ngày tùy theo giờ công việc của Gil, nhưng mà Gil vẫn cố gắng tốt nhất là một buổi là tầm hết bài là khoảng một tiếng. Một tiếng. Gil đã trở lại. Từ nãy đến giờ điện thoại có vấn đề mọi người ạ. À. Trời ơi, mọi người tưởng mình đi ngủ, mọi người áo hết trơn. Thôi cũng trễ rồi, live vui vui vậy thôi, mọi người đi nghỉ sớm đi nha. Ngày mai sau khi live confetti xong, nếu về và vẫn khỏe thì và lại livestream nói chuyện với mọi người nhé. Vừa rồi hơi lát một chút xíu. Nào mọi người ngủ ngon đi, trễ rồi. Bây giờ mấy giờ rồi nha? 11 giờ chưa? Dạ 22:50. Là gần 11 giờ rồi. It's time to sleep. Nó lạnh quá. Cái gì giờ này mà mới sáng sớm hả? Bạn nghe nghe đâu. Ngủ ngoan mọi người ơi. Thank you đã vào đây tám chuyện linh ta linh tinh với Gil. Ngày mai Gil sẽ kiếm chuyện gì đó để nói nhiều hơn với mọi người hả? Good night. Good night. Good night. Má ơi không biết má còn đang xem không, nhưng mà má ơi ngủ ngon nha. Má má nói ba ngủ ngon giùm con luôn nha. Gửi lời tới Mocha ngủ ngon luôn nha. Thảo anh hai bớp có đang xem livestream không ta? Good night. Cảm ơn mọi người nha, ngủ ngon. Mai đi học và làm việc thật tốt này. Bye bye. Ôi đèn sắp. Mọi người quá. You can see me. Thôi bye thiệt đây, bye bye.